đi lại hết chưa? Bây giờ có hóa mặt chóng mặt gì không? Không. Đấy, tức là chiều nay là về được hết rồi đúng không? Ba bạn về nhé. Thế hẹn gặp lại nhau ở một thời điểm khác. À thế à? Ôi ôi. Công ngon quá bác ạ. Ở thế à? Hương ở ngoài nhà hàng. Thế à? Vâng. Xong cơm ngày hàng hả? Mỗi bữa chỉ ăn được một tí cơm mà mẹ ăn hết cả một suất cơm. Thế à? Thế là cơm mới tớ thổi đấy. Lại bác sĩ thơm đa tài. Rồi, thế tốt rồi. Nhiều người rất là, ai cũng sợ đau. Rồi thì bảo rằng là thì lúc mổ thì gây mê thì làm gì còn mà đau, đúng chưa? Thế xong người tỉnh thì có thuốc giảm đau vào, thì còn đau gì nữa, đúng không? Nhưng mà câu chuyện nó khác, đúng không? Kể cả các bạn như này là hết thuốc mê rồi, hết sạch rồi, không còn gì. Chả đau tí nào. Đúng không? Đêm qua em chả thấy đau tí nào. Ừ đấy. Thế rồi thì đến bây giờ, đến ngày hôm nay, nó đã không đau rồi, nó không đau nhé. Vâng ạ. Nhưng mà dặn này, cả Linh này, cả hai bạn này nhé. Về nhà là không được giơ tay cao thế này. Đừng có với thế này để lấy khăn, lấy cái đồ gì cao. Với thế này là cơ nó co ấy. Thậm chí nó chảy máu ở bên trong luôn nhé. Hai là bê nặng, phải gồng ấy. Chẳng hạn dắt cái xe máy, cái đuôi xe máy ấy. Đấy, thế để cho nó dễ hình dung nhé. Kéo, không kéo thế này một cái. Chứ đi ô tô lại không sao đâu nhé. Lái ô tô ấy, vô tư. Lái này không sao. Kéo vali nhẹ nhàng thế này thì được. Nhưng mà xách vali thì lại không được. Ít cân thôi chị ạ. Đúng chưa? Đấy là đấy. Bạn phải rất là nâng niu nó. Đừng nghĩ là nó không đau thì mình muốn làm cái gì mình làm. Không phải thế đâu. Nhá. Đồng ý không? Đấy, nó thế. Chỉ có dặn lưu ý thôi. Đấy, nó thế nhá. Nhá. Ừ, thế rồi.